Kiên Giang, Phật giáo huyện Kiên Lương tặng quà cho trẻ em tại trung tâm từ thiện Phật Quang. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, đoàn từ thiện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Kiên Lương do Thượng tọa Thích Phước Ân, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trưởng ban trị sự huyện Kiên Lương, trụ trì chùa Phổ Quang làm trưởng đoàn. Đại đức Thích Tuệ Chánh, phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Kiên Lương cùng quý Phật tử đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thân mật tiếp đoàn có đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, phó giám đốc trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang. Tại đây, đoàn đã được nghe đại đức Thích Tuệ Giải trình bày những thuận lợi và khó khăn của trung tâm. Tiếp đó, thượng tọa Thích Phước Ân đồng cảm trước những khó khăn hiện tại và thượng tọa có lời động viên cũng như vận động quý Phật tử trong đoàn cùng chung tay góp sức và đồng hành với trung tâm chăm lo cho các cháu. Đó là cái vấn đề mà thể hiện cái tâm của thượng tọa. Thì hôm nay quý Phật tử đến đây, chúng ta trải nghiệm qua sự thể hiện và cái hiểu biết hôm nay, thì thầy mong rằng quý Phật tử, dù cho nếu như chúng ta có bạn bè mà có đủ cái điều kiện, thì chúng ta cũng giới thiệu về trung tâm để ủng hộ trung tâm, có một cái hồn để nuôi cho các em được tốt hơn và đầy đủ hơn. Thì đây là cũng là một cái thể hiện cái tâm mà chúng ta nghĩ là chúng ta học theo cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì đây là cái tâm từ mà chúng ta cần phải thể hiện cái tâm Bồ Tát. Thì qua cái lần này quý vị đến thì chắc là có lẽ là chúng ta cảm động và sẽ có một cái chí đi làm sao. Thì thầy kêu gọi Phật tử. Trong chuyến đi lần này, đoàn đã hỗ trợ buổi ăn trị giá 3 triệu đồng và tặng 120 phần quà cùng tiền mặt. Thay lời Giám đốc Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, Đại đức Thích Tuệ Giải gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn, cũng như cảm niệm công đức của Thượng tọa Thích Phước Ân và Đại đức Thích Tuệ Chánh đã có những phần quà rất thiết thực, hỗ trợ trung tâm nuôi dạy các cháu. Mong rằng các cháu sẽ luôn chăm ngoan và mai sau trở thành người có ích cho quê hương, đất nước và xã hội.